Xin kính chào quý vị. Quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số thông tin đáng chú ý trong tuần qua. Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ tư với chủ đề Viễn Đông mở rộng biên giới của các cơ hội đã diễn ra tại Vladivostok từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9, quy tụ hơn 6.000 đại biểu từ 60 quốc gia đến tham dự. Tính đến sáng ngày 13 tháng 9, bên lề diễn đàn đã có 175 thỏa thuận được ký kết với tổng trị giá 2,9 nghìn tỷ rúp, tương đương 41,7 tỷ đô la Mỹ. Ngày 12 tháng 9, Nghị viện châu Âu đã thông qua việc bắt đầu các thủ tục trừng phạt đối với Hungary do liên tục vi phạm các quy định về nhân quyền. Đây là lần đầu tiên cơ quan lập pháp của EU sử dụng điều khoản này với một nước thành viên. Ngày 12 tháng 9, Nghị viện châu Âu đã thông qua gói cải cách bản quyền gây tranh cãi, theo đó trao thêm quyền cho các hãng tin tức và thu âm trong việc yêu cầu các hãng khổng lồ Internet lớn như Google hay Facebook trả phí cho việc sử dụng những nội dung tin tức của họ. Kết quả sơ bộ cuộc tổng tuyển cử tại Thụy Điển ngày 9 tháng 9 cho thấy không có liên minh nào giành được đa số để tự thành lập chính phủ, qua đó đứng trước nguy cơ rơi vào tình trạng quốc hội treo. Hiện các đảng sẽ phải đàm phán để tìm kiếm liên minh trong quốc hội. Thưa quý vị, từ ngày 11 đến 13 tháng 9, Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động đối ngoại đa phương lớn được tổ chức ở Việt Nam trong năm nay. Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN tiếp tục được đẩy mạnh, tình hình thế giới và khu vực chuyển biến nhanh và phức tạp, tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 ngày càng sâu sắc. Với những ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam và toàn khu vực, sự kiện Web ASEAN 2018 sẽ là chủ đề của chương trình Thế giới sự kiện ngày hôm nay. Diễn ra từ ngày 11 đến 13 tháng 9 với chủ đề Tinh thần doanh nghiệp và cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Hội nghị Web ASEAN 2018 đóng vai trò là một diễn đàn lớn và có uy tín trong khu vực, với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu là lãnh đạo nhiều nước trong và ngoài khu vực, nhiều tổ chức quốc tế lớn và đông đảo lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới. Phiên khai mạc ngày 12 tháng 9 tập trung thảo luận về những ưu tiên của ASEAN trong cách mạng công nghiệp 4.0. Đây là phiên họp quan trọng nhất trong chuỗi các hoạt động nằm trong khuôn khổ Web ASEAN 2018. Nhiều vấn đề nổi bật được thảo luận tại hội nghị bao gồm an ninh mạng, thế hệ mới trong chính trị, trí tuệ nhân tạo, tương lai kỹ thuật số của ASEAN, triển vọng kinh tế châu Á, vấn đề xung đột thương mại, thách thức với chủ nghĩa đa dạng ở ASEAN, khởi nghiệp sáng tạo, ASEAN hướng tới an toàn giao thông đường bộ, thiết kế thành phố 4.0. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ thay đổi mô hình kinh doanh mang tính đột phá cạnh tranh toàn cầu. 20 năm tới, chúng ta sẽ hoàn toàn khác biệt. Các quốc gia sẽ thành công trong việc làm chủ cách mạng công nghiệp 4.0. Tôi tin tưởng rằng các quốc gia ASEAN với dân số trẻ tuổi, tinh thần kinh doanh cao sẽ là những người đi đầu, chứ không phải đi sau trong cuộc cách mạng này. Tại hội nghị này, cấp bộ trưởng và doanh nghiệp, Việt Nam sẽ đưa ra các sáng kiến mới về hòa bản di động một giấc nước toàn ASEAN, hợp tác trí tuệ, bảo đảm an ninh mạng, hợp tác đào tạo nhân lực, công nghệ thông tin, chất lượng cao. Trong khuôn khổ Web ASEAN 2018, lãnh đạo chính phủ Việt Nam cũng có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước, các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của ASEAN và khu vực. Với chủ đề ASEAN 4.0, tinh thần doanh nghiệp và cách mạng công nghiệp lần thứ tư, diễn đàn Web tại Việt Nam đang được kỳ vọng sẽ là cầu nối giữa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á với cộng đồng các tập đoàn hàng đầu thế giới, tạo ra diễn đàn để thảo luận những thách thức và cơ hội của khu vực. Để tìm hiểu về sự kiện này, mời quý vị cùng gặp gỡ ông Dennis Brunetti, Chủ tịch Ericsson tại Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Lào, đồng Chủ tịch Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam. Ông cũng là một trong những diễn giả tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần này. Cảm ơn ông đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Dennis. Xin cảm ơn. Thưa ông, bối cảnh diễn ra hội nghị Web ASEAN 2018 có điểm gì đáng chú ý? Đây là một sự kiện hết sức quan trọng. Nó không chỉ quan trọng đối với Việt Nam mà còn với toàn bộ khu vực ASEAN cũng như toàn thế giới. ASEAN bao gồm 10 quốc gia, được thành lập cách đây 50 năm, tính đến năm 2017, có dân số 613 triệu người và là nền kinh tế lớn thứ 6 trên thế giới. Tất cả các lãnh đạo, các doanh nhân lớn ở khu vực này đều tập trung lại tại Hà Nội trong 3 ngày. Thật sự là một sự kiện lớn đối với giới doanh nghiệp, chính trị gia, truyền thông và học giả. Họ sẽ cùng nhau tham dự các hội thảo, trao đổi hợp tác và bàn về các quan điểm hết sức quan trọng đang ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu.
bao gồm già hóa dân số, chiến tranh thương mại, an ninh mạng, phát triển cơ sở hạ tầng, biến đổi khí hậu, tác động môi trường, phát triển bền vững, phát triển kinh tế xã hội. Rất nhiều chủ đề, không chỉ Việt Nam đang đối mặt mà toàn bộ các quốc gia tại ASEAN. Có rất nhiều vấn đề được quan tâm và đặc biệt phải kể đến cách mạng công nghiệp 4.0. Đây là chủ đề trọng tâm mà các cuộc thảo luận xoay quanh. Ông có thể chia sẻ lý do lựa chọn chủ đề Web ASEAN 2018 năm nay, ASEAN 4.0, tinh thần doanh nghiệp và cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Rõ ràng, ASEAN đang bước vào giai đoạn chuyển đổi. Như tôi đã đề cập trước đó, với dân số 613 triệu người và ILO, Tổ chức Lao động Quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc dự đoán một vài thập kỷ tới, khoảng 56% lao động trên khắp ASEAN sẽ bị thay thế bằng máy móc công nghệ. Nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, sản xuất sẽ bị thay thế bằng máy móc. Tại Việt Nam, ngành nông nghiệp và sản xuất chiếm khoảng 35% GDP. Theo đó, lĩnh vực công nghệ thực sự có một tác động lớn đến kinh tế Việt Nam trong tương lai. Nhưng chúng ta không nên nghĩ đây là một mối đe dọa, mà hãy nghĩ rằng đây là một cơ hội. Vì sao? Cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ giúp chúng ta thấy được nhiều lợi thế, như thành phố thông minh, trí tuệ nhân tạo, 4G, 5G, mạng lưới cơ sở hạ tầng, rất nhiều điều. Và các ý tưởng này sẽ tạo ra nhiều việc làm hơn. Các công trình mới đồng thời sẽ kéo theo sự phát triển của các lĩnh vực như vận tải, giáo dục, y tế. Tóm lại, khi công nghệ phát triển, lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất sẽ hiệu quả hơn. Theo đó sẽ có nhiều hoạt động kinh doanh hơn theo góc độ của doanh nghiệp. Chính vì thế, chủ đề tinh thần doanh nghiệp được chú trọng, đổi mới, khởi nghiệp. Đây đều là các chủ đề trọng tâm của hội nghị năm nay. Theo ông, những kết quả lớn nhất mà hội nghị này đạt được là gì? Kết quả quan trọng nhất của diễn đàn Web ASEAN đối với mọi thành viên tham dự và chia sẻ những ý tưởng để thúc đẩy của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, làm thế nào để sử dụng dữ liệu một cách hiệu quả. Của cách mạng này, cốt lõi chính là cách sử dụng dữ liệu và mạng Internet. Mạng Internet là một cỗ máy và dữ liệu chính là nhiên liệu cho cỗ máy này. Tất cả những gì chúng ta cần nắm bắt, mạng Internet, dữ liệu, kết nối, không giống như than, dầu hay các loại nhiên liệu khác, dữ liệu là vô tận, có thể định hướng được, không thể đong đếm và không có biên giới. Nó phủ khắp thế giới, dịch chuyển từ quốc gia này đến quốc gia khác, vô cùng thuận tiện. Chúng ta đang bước vào thời kỳ mà trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, Internet có mặt và chi phối mọi lĩnh vực, dù chúng ta muốn hay không, dù chúng ta đã sẵn sàng hay chưa. Vì vậy, điều quan trọng là các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, có thể dẫn đầu xu thế và chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc cách mạng kỹ thuật 4.0. Tôi chắc chắn là Việt Nam đang là một trong những nước đứng đầu mặt trận này. Sớm hay muộn, Việt Nam cũng sẽ là một quốc gia có lực lượng lao động phù hợp với cuộc cách mạng này. Nhìn lại những năm 1993, thời đại phát triển của điện thoại di động, và năm 1997, khi Internet bắt đầu có mặt, đến nay, Việt Nam đã có 50 triệu dân sử dụng Internet, xếp thứ 17 trên thế giới, xếp thứ 10 về lượng người sử dụng Facebook trên thế giới. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt 6,5% trong suốt 10 năm qua, chủ yếu là nhờ Internet. Chính vì thế, trong tương lai, kỷ nguyên 4.0 sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam mạnh mẽ hơn nữa. Chính phủ Việt Nam cũng đang tập trung phát triển lĩnh vực này. Ngày 19 tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục Đào tạo đã công bố mạng lưới sáng tạo đổi mới. Điều này sẽ mang lại cho Việt Nam rất nhiều lợi ích và giúp giữ lại các nhân tài cho Việt Nam. Việc đổ máu chất xám tại Việt Nam đã diễn ra nhiều năm qua, và ý tưởng này sẽ giúp Việt Nam thu hút nhân tài, thu hút đầu tư, thu hút công nghệ mới. Và một lần nữa, điều này lại được tiếp tục thể hiện trong sự kiện Web. Cá nhân tôi cũng là đồng chủ tịch Eurocharm, và tôi nhiệt liệt ủng hộ chính phủ Việt Nam trong việc này. Là người đã cùng đồng hành với Web ASEAN 2018 từ khi bắt đầu, ông đánh giá ra sao về công tác tổ chức Web ASEAN năm nay của Việt Nam? Về mặt tổ chức, có những kinh nghiệm gì cần rút ra sau hội nghị này không thưa ông? Tôi nhận thấy Việt Nam luôn tỏ ra hết sức năng động trong việc tổ chức hội nghị và luôn đảm bảo rằng tận dụng hết được mọi giá trị mà Web mang lại. Mọi thứ diễn ra hết sức tuyệt vời. Như tôi đã nói, có rất nhiều lãnh đạo quốc gia và các doanh nghiệp hàng đầu tham dự, bao gồm cả Ericsson. Diễn đàn lần này cũng tập trung lớn vào giới học giả. Tôi nghĩ đây là một vấn đề quan trọng. Cách mạng công nghiệp 4.0 và tinh thần doanh nghiệp nhấn mạnh vào sự hợp tác và thêm vào đó cả giáo dục. Theo đó, hội nghị mà Việt Nam tổ chức đã đem đến cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp và giới nghiên cứu. Và với sự kết hợp này, chúng ta có thể xây dựng được các mục tiêu trong tương lai rõ ràng hơn bao giờ hết. Sớm hay muộn,
chúng ta sẽ thấy các công nghệ điện toán 4G, 5G, dữ liệu lớn được áp dụng tại các trường học, từ các trang thiết bị đến các môn học. Và tôi rất vui khi thấy các trường đại học, các viện nghiên cứu cũng tham gia sự kiện này và trao đổi với lãnh đạo quốc gia hay doanh nghiệp. Hội nghị lần này ưu tiên tập trung vào giới trẻ. Đây chính là tương lai của đất nước, là lực lượng lao động chính. Và tôi tin rằng với định hướng này, giới trẻ Việt Nam sẽ tiến xa hơn trong tương lai. Đó là những con người ham học hỏi, tìm tòi và sáng tạo. Họ thực sự có nhiều đam mê. Tôi tin rằng ngành giáo dục tại Việt Nam sẽ sớm phát triển mạnh mẽ song song với ngành công nghệ trong tương lai. Cảm ơn ông rất nhiều. Chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 của chương trình. Là nước chủ nhà và đồng tổ chức hội nghị Web ASEAN, Việt Nam đã tạo được dấu ấn khi đưa vấn đề cách mạng công nghiệp lần thứ tư và nội hàm chủ đề của hội nghị, cũng như lồng ghép nhiều vấn đề Việt Nam và các nước ASEAN quan tâm vào nội dung nghị sự của hội nghị. Trong phóng sự sau đây, mời ông Dennis cùng quý khán giả theo dõi một số ý kiến về vai trò của Việt Nam, cũng như những lợi ích mà Việt Nam đạt được trong sự kiện này. Việt Nam đăng cai hội nghị Web ASEAN 2018 không chỉ là cơ hội tốt để tăng cường quảng bá mạnh mẽ Việt Nam đến khu vực và thế giới, mà còn khẳng định chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự đóng góp tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam và những vấn đề quan tâm chung đặt ra cho phát triển và hội nhập trong khu vực. Bên cạnh đó, việc tổ chức thành công hội nghị Web ASEAN còn góp phần quan trọng làm sâu sắc hơn hợp tác giữa Việt Nam và Web trong thời gian tới. Web và chính phủ Việt Nam có quan hệ đối tác trong nhiều năm và tôi cho rằng sự hợp tác giữa hai bên là rất tốt. Và điều này có được là nhờ rất nhiều lý do. Tuy nhiên, một lý do quan trọng là chính phủ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có nhận thức rõ ràng về công nghiệp 4.0 và sẵn sàng có những bước đi đúng đắn để tạo nên sự khác biệt. Với sự thấu hiểu và mong muốn hợp tác từ cả hai bên, chúng tôi đã có những sự kết nối để tạo ra Web ASEAN 2018. Hội nghị Web ASEAN 2018 được đánh giá là nền tảng để Việt Nam cũng như các nước trong khu vực cùng nhau trao đổi và tìm hiểu về cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đem lại. Ở hội nghị này có trên 80 nhà khởi nghiệp xuất xứ tham gia. Điều đó hứa hẹn sẽ có nhiều hợp tác tốt đẹp trong tương lai. Chính phủ Việt Nam mong muốn được nhìn thấy nhiều hơn nữa những hợp tác như thế để nói với toàn thế giới rằng không khí hợp tác khởi nghiệp đang thực sự lan tỏa trong ASEAN. Tôi cho rằng có rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam, dù họ là doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân. Điều này chủ yếu là do chính phủ Việt Nam đã xây dựng một chương trình nghị sự tập trung vào lĩnh vực công nghiệp 4.0 để mọi người có thể biết đến vấn đề này. Bởi cả tôi và bạn đều muốn biết cách sử dụng một chiếc điện thoại thông minh, nhưng chúng ta không muốn cầm hướng dẫn sử dụng để đọc và muốn hiểu nó theo một cách khác. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã đem lại rất nhiều tiềm năng hợp tác giữa các doanh nghiệp trong khu vực ASEAN. Ví dụ sắp tới đây, dịch vụ đặt xe trực tuyến Gojek của Indonesia sẽ có mặt tại Việt Nam với tên GoViet. Sự giao thoa về mặt công nghệ trong khu vực ASEAN sẽ làm cho những doanh nghiệp và khởi nghiệp của Việt Nam, khu vực ASEAN có thể thường xuyên giao lưu hơn, thường xuyên cập nhật công nghệ lẫn nhau và trao đổi cái kiến thức về mặt công nghệ cũng như là những kiến thức về mặt thị trường trong cái lĩnh vực này được tốt hơn. Đó là một số ý kiến của các chuyên gia. Vậy với ông, việc Việt Nam đăng cai hội nghị lần này có ý nghĩa như thế nào? Như tôi đã nói, ý nghĩa thực sự của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 xoay quanh vấn đề hợp tác và liên kết xuyên biên giới. Và đương nhiên, không thể không nhắc tới các hiệp định thương mại tự do. Theo đó, Việt Nam và EU đang hướng tới việc chính thức áp dụng hiệp định FTA từ 6 đến 9 tháng tới. Trong khi đó, tại Eurocharm, chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với chính phủ và các doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thông qua EVFTA vào tháng 3 năm sau. Đây là một thời điểm vô cùng quan trọng đối với Việt Nam trong việc tăng cường sự hợp tác với các quốc gia khác, nhất là khi cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc, Mỹ, EU, Mỹ đang trở nên căng thẳng. Do đó, hội nghị này là cơ hội quan trọng để Việt Nam có thể tận dụng các lợi thế của cách mạng công nghiệp 4.0, cũng như chứng tỏ các giá trị, tiềm năng và kỹ năng mà quốc gia mình có, đến không chỉ các quốc gia láng giềng ASEAN, mà còn các khách mời quốc tế. Bởi sự kiện Web ASEAN năm nay quy tụ rất nhiều đại biểu bên ngoài ASEAN đến tham dự. Thứ hai, những lợi ích trong lĩnh vực data cũng cần được cân nhắc.
Bởi data được đánh giá là nguồn xung lực mới trong thời đại 4.0, khi mà tất cả các thông tin trên thế giới đều được truyền tải thông qua mạng lưới data, điển hình như mạng di động, 4G, 5G, IoT. Do đó, diễn đàn năm nay cũng là cơ hội để các nước ASEAN xây dựng cách thức hợp tác, qua đó đảm bảo việc lưu thông data diễn ra thuận lợi, nhất quán, minh bạch và nhất là an toàn. Đây cũng chính là một trong những trọng tâm chính của diễn đàn năm nay. Điều quan trọng là các quốc gia ASEAN cần ngồi lại đối thoại cũng như tìm được tiếng nói chung trong việc thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới. Và diễn đàn này chính là cơ hội để các nước thực hiện điều đó. Theo ông, đâu là những lợi thế và điểm yếu của doanh nghiệp Việt Nam trong ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0? Tùy thuộc vào cách thức tận dụng, tiếp nhận và phản ứng với cách mạng công nghiệp 4.0, các doanh nghiệp Việt Nam có rất nhiều lợi thế. Việt Nam có số lượng lớn các doanh nghiệp, trong đó cả doanh nghiệp nhà nước lẫn tư nhân đều có sự quan tâm rất lớn đối với lĩnh vực thương mại điện tử, vốn đang có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. Các tập đoàn viễn thông lớn ở Việt Nam như Viettel, Mobifone, VNPT, Vinaphone đang hợp tác hiệu quả với Bộ Khoa học và Công nghệ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai mạng di động cũng như truyền tải thông tin và data, qua đó biến cách mạng công nghiệp 4.0 đi sâu vào thực tiễn. Bản thân cơ chế truyền tải thông tin chính là công nghệ thông tin và truyền thông. Trong tương lai, cơ chế truyền tải thông tin đối với các thành phố thông minh trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 là thông qua mạng lưới data. Ngoài ra, trong bối cảnh hiện nay, dịch vụ di động băng rộng đang ngày càng trở nên quan trọng hơn, bởi điều này giúp cho người dân ở những khu vực vùng sâu, vùng xa có quyền tiếp cận hiệu quả hơn đối với các thông tin. Bên cạnh đó, Việt Nam là một đất nước có tốc độ tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2017 đạt mức 6,8%. Tuy nhiên, yếu tố đóng góp vào sự tăng trưởng đó mới là điều tối quan trọng. Và mạng lưới di động băng rộng sẽ góp phần giúp người dân mở rộng quyền truy cập Internet cũng như nền kinh tế số ở Việt Nam. Do đó, tôi tin rằng đây là một cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ di động băng rộng từ 4G sang 5G trong vòng từ 2 đến 3 năm tới, bởi nhiều khu vực trên thế giới như Bắc Mỹ, Australia, Nhật Bản hay Hàn Quốc đã triển khai mạng 5G rồi. Ở Việt Nam, tôi thấy ngày càng có nhiều tổ chức đang tận dụng công nghệ kỹ thuật số và chính phủ thì đang tập trung vào lĩnh vực chính phủ điện tử để cung cấp các dịch vụ hiệu quả hơn đến người dân. Không thể phủ nhận, chính phủ Việt Nam đã vạch ra tầm nhìn chiến lược vô cùng cụ thể để phát triển trong thời đại mới. Thế còn điểm yếu thì sao thưa ông? Theo tôi, sẽ không có bất kỳ nhược điểm nào cả, trừ phi một quốc gia nào đó từ chối và quay lưng với cách mạng công nghiệp 4.0 hay không sẵn sàng nâng cao tay nghề của người lao động. Và tôi nghĩ Việt Nam không phải là một quốc gia như vậy. Cách mạng công nghiệp 4.0 cuối cùng sẽ xảy ra. Theo đó, việc làm sẽ chuyển hướng sang các nền kinh tế hiệu quả hơn, có tốc độ phát triển nguồn nhân lực cao hơn. Thế nên, nhược điểm duy nhất là các quốc gia không chịu thay đổi sẽ bị mất việc làm vào tay những quốc gia sẵn sàng thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0. Song tôi xin được tái khẳng định rằng Việt Nam không phải là quốc gia như vậy, bởi chính phủ và doanh nghiệp đang có thái độ vô cùng quyết tâm và hứng khởi trong việc tiếp nhận cách mạng công nghiệp 4.0, đồng thời phát triển nó một cách hợp lý. Doanh nghiệp Việt Nam cần làm gì để thích ứng và tận dụng tối đa những lợi ích của cách mạng công nghiệp 4.0 thưa ông? Lời khuyên duy nhất mà tôi có thể đưa ra đó chính là các doanh nghiệp Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi kỹ thuật số. Ngày nay có ngày càng nhiều các doanh nghiệp Việt đã ứng dụng công nghệ vào trong hoạt động kinh doanh của mình. Theo thống kê, có khoảng từ 42 đến 43% các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam đã có trang web riêng. Đây là một tín hiệu lạc quan. Tuy nhiên, chỉ có 9% trong số các trang web thực sự tương thích với kết nối di động và thiết bị di động. Do đó, điều này tuy là tốt về mặt vĩ mô, song không hề tốt về mặt vi mô. Chính vì thế, các doanh nghiệp cần phải đẩy nhanh tiến trình số hóa và chuyển đổi cấu hình trang web hiện nay sang các trang web có khả năng tương thích với di động và các thiết bị thông minh. Và điều này đang diễn ra. Ngoài ra, bảo mật phần mềm cũng là một trong những lĩnh vực mà chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và thế giới vô cùng chú trọng. Bởi theo như tôi nhớ không nhầm, trong năm 2017, Việt Nam đã xảy ra khoảng 30.000 trường hợp bị tấn công an ninh mạng. Đây là một con số vô cùng lớn, nhất là khi nó chỉ diễn ra trong vòng một năm. Về cơ bản, điều này sẽ tác động đến tăng trưởng kinh tế của đất nước và tất nhiên nhiều khả năng làm tê liệt hoạt động của các doanh nghiệp. Do đó, bảo mật phần mềm là một lĩnh vực vô cùng quan trọng và không nên bị xem nhẹ. Vâng, một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của ông với chương trình Thế giới sự kiện. Xin cảm ơn.
Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN năm 2018 là cơ hội để thúc đẩy các đối tác tăng cường hợp tác với Việt Nam. Các tập đoàn hàng đầu thế giới có tiềm lực tài chính, công nghệ và thị trường quan tâm tăng cường đầu tư vào Việt Nam, góp phần thúc đẩy Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên 4.0. Đến đây chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.